Xin chào em. Số có ở nhà không? Đấy, em số em đây. Mấy có hôm nay em có ở nhà. Xin chào. Ra đây khỏe không? Xin chào mấy anh em. Đang bàn công việc gì đông đấy? Làm thì ngồi chăm sóc nhau thôi. Anh lâu lắm không gặp Sô nên là lên thăm sức khỏe của em Sô đấy, em thế nào? Từ lúc đi làm Trung Quốc về chắc về được mấy hôm à? Sô ấy. Em vừa được 2 tuần rồi anh. 2 tuần nữa? Vâng. Thế con anh báo bảo em về được 3-4 ngày hôm nay thôi. Trước sân này bị lún à? Vâng, trước sân này bị lún anh ạ. Trước cái khu vực này là đất mượn này, các bạn này. Đấy, đầu tiên ước lo nhất cái đoạn này bị lún. Nhưng mà may cái cột kia là ước cũng về sau là bảo các bác thợ với em Sù là đào cái cột này rất là sâu nhá. Đấy, đào 2 cột này là sâu. Thế là đào cái móng này này, cắt từ đây, may nhờ. Phải không? Đấy, nhà không sao. Không nứt. Nhà mà không sao không nứt. Cái chỗ này sao đen đen này? Đó. Trước là em chưa làm được cái, xong là em đốt lửa đây làm nấu cơm ăn đấy. Nó chuyển sang đấy. Họ đen xì hết rồi. Cơm nào lún là đổ đất vào. Vâng, em đổ đất vào. Cho lún hẳn đi xong là đổ lại bê tông sao vẫn còn cát à? Vẫn còn cát, em bảo nếu mà nếu đường phủ ngon thì em phải đi mua thêm 10 bao xi nữa. Xong là em láng cả cái nền này. Cho cái vụ đằng trước là đất mượn hết. Đó. Em xù em. Em đào ra. Đây là... Kiểu gì đó, đoạn này nó cũng lún mà. Bây giờ em tính năng lên kề như nào. May cái móng này. Cái móng này đằng trước đào. Đào sâu vào bên trong kia. Đào sâu kịch xuống. Sợ sau này nó lún lên nó kéo xuống. Đúng đúng như lần trước anh bảo thật nhờ. Gần 2 mét đấy. Quá chắc chắn rồi. Yên tâm rồi. Lún là nó đã lún rồi. Mấy trận mưa to là đã bị rồi nhờ. Còn những cái chỗ này là không thể tránh được rồi. Đây toàn đất mượn. Đổ từ dưới tít này lên. Không sao nhỉ? Vâng, không sao. Bao nhóm đây? Là có xi nữa đủ lại là được. Đấy, cát ném xô với nó từ từng này. Hôm nào đủ đi, đủ một lượt nữa ở đây đi. Từng đẩy nhau. Nước nào này về đều không? Trước các bác cũng biết nhà em Sù lúc trước à, cũng nhà gọi là nhà lập bằng lá danh thôi, nhà gọi là nghèo nhất bản luôn đấy, hôm giờ kia toàn chuột thôi nhờ, nghe đốt luôn. Thế anh hỏi tí đợt đi Trung Quốc này thế nào? Có định sang đi làm nữa không hay là thế nào? Em á, em thì nói chung là chắc khả năng em vẫn phải vẫn đi à? Đi, nhưng mà em còn chưa bể mua hết á. Bể mua xong lại đi đúng không? Vâng. Đấy, lần cho em Sù là từ lúc nghỉ nhà hàng là về là vợ đẻ nha các bác nhá. Chứ không phải lý do gì mà em mới nghỉ ở nhà hàng hay là thế này thế kia đâu, đúng không? Vâng. Đấy, về là nói là vợ không đi làm được cái gì, còn mập nhờ.
Yeah. Đấy, lớn này rồi, nhanh. Yeah, 7 tháng rồi đấy, gần 8 tháng rồi. Xong là về sau là em cũng đi làm ở bên cùng các bác ở bên Trung Quốc đấy. Nhưng mà em số này không giống anh Sự về có được hơn 1 triệu thôi. Số này bây giờ là thuộc dạng là có tí rồi đấy, đúng không? Hả? À? Anh thấy mấy anh em bảo là em nhiều tiền lắm mà bây giờ ấy. Kiếm đủ cho vợ con ăn uống rồi. Tích góp dần thôi. Vâng. Sau này cho con đi học thôi. Vâng. Bây giờ nhà cửa này là cũng tạm ổn rồi. Vâng. Sau này muốn đẹp thì kiếm tiền lát gạch nữa. Vâng. Đấy. Là đẹp. Cái này là bây giờ nó kiên cố hơn trước nhiều rồi. Vâng. Muốn đẹp nữa là sơn nữa là càng đẹp. Đây mấy anh em ngồi đây. Đấy, bàn inox này dùng tiện không nhỉ? Yeah. Sạch, tiếp khách cũng được. Nhưng mà hôm nay mấy anh em là đến làm cái gì hay giúp cái gì à? Không, anh em đến chơi. Có một anh là nhìn là lạ đấy, là anh ở đâu đấy? Có phải người thôn không? À, à không, anh mặc áo ấy này này. Đây đây. Đây là cậu. À. Cậu, đây là cậu ruột. À, cậu ruột luôn á? À, thế là cậu xuống chơi à? Vâng. À, nào nhìn thấy là lạ một tí. Vâng. Nên là anh hỏi thôi. Vâng. Ừ. Còn con em cởi trần kia thì biết rồi. Hôm nay cậu của em xuống xuống chơi các bác. Vâng. Em xuống được mấy hôm rồi? Vâng, sáng nay vừa xuống. À, vừa xuống sáng nay rồi. Vâng. Xuống có công việc gì à hay là chỉ xuống chơi thôi? Lâu thì không nhà không gì thì xuống đây chơi sổ thôi. À. Chơi với anh rể chứ nhỉ? Vâng. Em là em trai của vợ Sù đúng không? Không, đây là cậu của... À, cậu cơ à? À, tưởng là em trai. À, rồi, xin lỗi. Cậu cháu. À, cậu cháu. À, Sù là cháu. À, Sù là cháu. Cứ tưởng là em trai của vợ Sù. Cứ tưởng là em cậu, là ông cậu đúng không? Vâng. Chưa nói đó. À, đúng rồi. Tưởng là em cậu. Mật nó phải tắt như vậy. Mật cái gì đấy? Cái mật là mang tắt gì? Muốn lấy mật hả? Ở bên ngoài này bây giờ không có quán nữa nhỉ? Không nghỉ hết rồi. Anh chưa có làm quán hả? Không, cái quán mà lần trước anh mua đồ ấy trên đoạn bằng bằng này này. À, quán nghỉ rồi anh ạ. Nghỉ rồi à? Nghỉ hạn rồi. Phá sản rồi. Phát. Chứ quán đấy bán nhiều đồ lắm mà nhỉ? Nhiều đồ lắm, nhiều đồ. Ờ. Lúc đấy anh định lên đây bảo là mua ít bánh kẹo, bảo là tiện lên đường này thì không chạy ra ngoài kia. Thế là chả mua được cái gì cho con của em. Đây bác cho 50 này, mai đi mua bim bim nhá. Hôm nào đi, hôm nào bố đèo đi xuống dưới kia mua nhá. Đây, cầm đi, nhanh. Hôm nay bác không mua được, thông cảm nhá. Đấy, lấy đi. Nhanh, xấu hổ không dám lấy. Đấy, mẹ cầm cho nó đi. Đấy, cho hai chị em. Lúc đấy anh lên, anh cứ tưởng quán ở trên này vẫn mở. Đấy là lên đến đây là không lấy đâu nữa. Thế mua nhà để không. Anh thử là bữa nào. Ờ, quán đấy nên bán ở trên này tốt mà sao lại không bán được nhỉ? Người dân phải đi làm mất tiền. Cái nhà thì đi cám nhiều thì chủ không chịu quán lại không có được hàng về, mình ít thôi. Dạ.
Trước thấy anh ấy cũng bán nhiều đồ đấy chứ, nước nôi đầy đủ mà. Nhưng mà đợt đấy đường đấy còn xấu nhá, nhờ sầu nhờ. Vâng, đường đấy xấu lắm. Bây giờ đường đẹp rồi. Chắc bây giờ đường đẹp rồi lại không bán hàng. Hay là đường đẹp rồi bây giờ dân xuống từ dưới kia mua hết rồi. Nhưng mà xuống cũng phải xuống tận dưới kia chứ nhờ. Vâng. Qua nhà anh Báo đi xuống cơ. Cũng khá là xa đấy, nói chung là đi xuống tận Mịch B mới có. Xa lắm. Thế số cái đợt đi Trung Quốc kia có kiếm được tiền không? Em đi cũng được. Đi đi cùng ông chú phải không? Không chú phải. Hay là bác nhỉ? Không, em chỉ làm đi làm xuống, em chỉ làm đi mày. Nhưng mà em quen người bên đấy phải không? Vâng. Thì em biết tiếng thì em quên bên đấy là em đi à. Xong rồi em đi đi được rồi. Đấy, thực ra là em sổ là em có quen người bên Trung Quốc đó. Xong là em làm sổ em đi làm bên đấy nó dễ hơn. Với lại em sổ là em biết tiếng Trung, không khác gì anh Sự Béo nhờ. Yeah. Em anh Sự Béo là biết tiếng Trung. Em còn biết hơn anh Sự ấy. À, so với anh Sự thì em chỉ là em biết tiếng phổ thông nhiều thôi. À, nhưng mà tính ra em biết nhiều hơn anh Sự, anh Sự biết nhiều hơn. Chưa gần nhau nói thì gần nhau nói biết được. Thế lần trước cũng chả gặp nhau. Ừ, nói em còn nhớ không? Nhớ mà, nhưng mà anh Sự ở nhà hàng ấy. Ờ, mà nhưng mà anh Sự nói thì hơi ít một tí em thôi. Ờ, anh Sự vẫn nói kém hơn nhờ. Vâng, kém. Thì ra đi làm bên đấy mà biết tiếng thì mà cũng có em, nhiều cái lợi mà. Vâng, với lại mình quen biết ở bên đấy thì lợi nhiều. Vâng, em làm bên đấy là em một ngày 120. Bây giờ ông chủ còn bảo nếu em lên thì ông chủ là em một ngày 150. Một ngày 150 đồng á? Dạ vâng. Ai dạ. Đấy, thế là cực cao bán với 150 đồng à. Bây giờ 100 đồng là hơn 300.000 tiền Việt. 100 đồng là đổi tiền Việt là 350. Đúng rồi, 300 thì coi như là được 500.000 cơ cả. Đấy. Em số em có mối bên đấy làm rất là tốt. Theo cũng biết là như thế các bạn. Chứ cũng nghe mấy anh em ở trong thôn kể. Thôi nếu mà quen biết thì nên đi làm. Vì làm thì kiếm một cục về. Ông chủ bảo là mấy ông làm được lâu giờ rồi, ông chủ làm sổ hai bên để làm phí em. À. Đấy, làm với những người quen biết thì nó dễ đúng không? Vâng. Mình mà không biết một cái gì mình đi làm thì sợ là bị lừa, xong là tiền nong là không lấy được nữa. Bây giờ lừa thực ra nó ít thôi, chẳng qua là tiền nong nó khó thôi đúng không? Vâng. Họ giả tiền ít hay là họ giả tiền không đủ cho mình này cái kia thôi. Vâng. Chứ còn lừa thì bây giờ cũng hiếm mà. Bây giờ bởi vì mình đi đúng luật mà. Vâng. Đi làm sổ mình đi đúng luật, đóng sổ đi đàng hoàng. Chứ không như lần trước nhờ. Vâng, lần trước. Bây giờ đi Trung Quốc mà không có sổ thì còn lâu mới đi được. Trước là đi lung tung lắm. Vâng. Cái thời điểm cách đây mấy năm nhỉ. Vâng, tức là đi vừa biên rồi. Ờ, đi đấy là bắt đầu các kiểu là còn không biết tung tích ở đâu luôn. Đây mình thông qua hải quan, qua biên phòng này. Đi hợp pháp thì không sợ. Vợ có biết nói tiếng Trung không? Nghe được anh ạ. Dạ. Lần trước vợ em cũng đưa vợ đi làm nhưng mà vợ biết chỉ biết nghe thôi, biết nói. Ờ. Đấy, em mà đi làm như thế mà được thì tháng cũng được mười mấy triệu đấy. Dạ. Yeah. Nhưng mà phải cố gắng làm. Vâng, đầu em vừa về thì em đi viện một tháng. À. À, đổi tiền Việt cũng được 14 triệu rưỡi à? Được 14 triệu rưỡi à? Vâng. À, cầm về à? Vâng. À, đấy, yeah. Tốt đấy. Thế bảo làm thêm thì ông chủ tăng thêm tiền à? Vâng, tăng thêm tiền ngày 150. À, là thêm 150 nữa? Vâng. Hay là nào? À, tăng 250. À, 250 qua? Vâng, tầm 250 đồng. Nhưng mà làm 1 năm rồi. Thế à? Vâng.
đang định là thu mua xong hết làm sổ cái là vừa mua cho lên thu nhá, em để đi làm chắc khoảng khoảng 20 ngày đấy, à về thu mua xong làm đủ hai nữa là chắc phải làm đến Tết nữa rồi. Ông chủ bên đây có tốt không? Tốt này, ông chủ đấy là tốt lắm. Dạ. Yeah. Tiền nông sản phẩm lắm. Tiền nông sản phẩm à? Vâng. Thực ra làm bên đấy thì nếu mà làm đúng nơi thì nó công nó cao. Vâng. Em bên đấy là em chuyển bên Amayco làm à. Thực ra nó cũng là khu giáp với Hà Giang này thôi nhỉ. Vâng. Nó cũng không phải là đi sâu vào trong. Vâng. Chúng ta đi Hà Nội cách cửa Lào thì nó xa lắm, làm bây giờ trong nó gần này, về nhà nó đỡ phải. Ờ, Malifor này thì có gì đâu, từ Thanh Thủy anh lên, anh vào một tí là đến. Ờ, đi xe chắc không đến một tiếng mà. Ờ. Đi Hà Nội còn mất 4-5 tiếng nhỉ? Vâng. Nhưng mà nói chung là phải biết tiếng cơ, nó quen cơ mới dám đi. Vâng. Thì linh tinh là không ổn. Ngô nhà em chưa nên bẻ đâu phải không? Chưa anh ạ. Chắc phải 20 mấy ngày nữa. Thế à? Vâng, em cần chắc phải đi làm 20 mấy ngày nữa, sau này mới về. Chưa. Đấy, thực ra cũng như người Mông thì khi cả em xô thế đó, đi làm thì nói chung là vẫn phải về nghỉ được một thời gian để giúp làm những công vợ công việc chính ở gia đình. Hay như bẻ ngô này, đúng không? Làm nương, làm mấy thì vẫn phải về giúp khoảng một tầm 1 tuần đến 10 ngày các bác. Đấy, chứ không để làm liên tục được ở ngoài được. Nhưng mà làm ở ngoài xác định là bỏ hết. Bỏ hết nương cho vợ làm được bao nhiêu thì làm thôi, đúng không? Đúng rồi, vì là con bé và con bò nữa thì để làm cái nhiều nhiều phần chăm sóc con bò và tất cả nó thì lương để về, nhưng mà để giúp đỡ để ngay được con cũng như là này. Không thì không làm kịp nha. Yeah. Yeah, không làm được. Chăn bò, hai con bò này. Bây giờ con còn bé nữa. Yeah. À, lớn như này rồi thì không sao. Yeah. Con lớn là năm nay là đi lớp 1 Hà Bắc. Đúng là Bắc học nữa. Ờ. À, phải đưa đón nữa đấy đúng không? Yeah, đưa đón. Vợ là biết đi xe máy chứ nhỉ? Vợ biết nhưng mà để chưa đi thảo, thảo máy, chưa đi thảo thì không đáng cho đi. Thôi bây giờ cố gắng thôi, chứ mình xác định làm cái gì thì làm nó chắc chắn là được. Đấy. Chứ đừng làm như kiểu áo uôm là không được. Làm khổ lắm, còn tiếc cho con tất cả. Bây giờ em muốn chọn nghề gì thì do em đấy chứ, đúng không? Nếu em không muốn làm cái này mà anh bắt làm thì không được, từ đấy. Nên là mình cứ cảm thấy làm cái gì nó hợp lý là được. Mà phải kiếm được tiền đấy, về để sau này nuôi vợ nuôi con, để trang trải cuộc sống hàng ngày. Mình còn trẻ mà. Nếu mà già thì không nói nữa, như tâm tuổi bố em thế này nọ thì không nói nữa đúng không? Bây giờ thật chiếu, anh tính ra lên xong là con kiếm thế là không có vất vả. Bây giờ kiếm thêm để cho con sau này trong đi học thì nó có xin vất vả. Ờ. À bây giờ anh mới nhìn thấy cái tay của em là xăm cái gì đấy? Xăm như kiểu tên của anh ấy. Cái bà em đi làm gì? Dạ. Em còn bảo là ai dạ? Kiếm em tiền rồi em đi tại vứt đi. Xăm cả trái tim cả. Ừ. Em còn đi tại là đi tại mà. Mấy hôm trước em đi xăm chở cho em bảo đứa em khỏi tại lớp bao tiền mà. Nên em thì tại hộ. Như kiểu xăm tên anh nhìn ngửa ra này. Vương Sô à? À. Sao mình nghệ thuật đấy các bác. Yeah. Ngực nhá. À đấy, Vương Sô. Tôi nhầm cái tưởng xăm tên là Ước Sô vào đấy.
Nhìn trái tim nhá. Đẳng cấp đấy. Nhìn chất nhìn. Bây giờ 6 góc này là tại mức đi. Nhìn vào vườn xăm này xấu hổ nhờ. Vâng, xấu hổ. Thì xấu quá. Tự làm à? Em tự làm à? Thì lấy tim này, hay là lấy một cái dây bên đấy buộc. Hay là chấm lực, là chặt. Chất là thanh niên, hay là chân cẩn đông, hay là gì. Nhìn thấy mọi người làm thì mình lại thích làm theo. Nếu mà hôm nào đi em vẫn đi đường cửa khẩu đi. Vâng. Hôm nào đi qua thì vào anh chơi nhá. Dạ vâng. Mấy hôm nữa anh cũng sang bên đấy mà. Vâng. Sang bên đấy một ngày ông về đâu. Vâng. Nhưng mà dự tính là thế, nhưng mà xem thế nào. Hay là hôm nào cho số đi phiên dịch cho anh nhỉ? Em có biết máy đâu anh, em thì biết không đủ em đâu. Phiên dịch điều mà em còn đi bên đấy được, làm bên đấy thì... anh được ra anh cũng biết một ít thôi. Dạ. Không biết nói nhiều. Dạ. Nói sâu và xa thì chịu. Bứt tủng luôn. Chắc em biết là em đi bố ăn trong ngày em ăn có 14 tuổi, xong là bố lại dám đi sang bên đấy làm thì em mới biết được. Dạ. 14 tuổi đã sang bên đấy rồi à? Dạ, 14 tuổi em sang đấy lại đầu phố với lại bắt phân, bỏ phân chối, trồng chối, bắt chối, cúng chối, kiểu. Ừ. Đi cắt nương. Xong là sau này em lớn ra em cắt đi. Ít tiếng mà đi làm bên dưới cũng được mà. Vì là chỗ nào cũng nhau nhưng mà tính ra là tiền Việt là một ngày 300, nhưng mà mình sang bên đấy mình làm. Tiền Trung Quốc nó được nhiều, bởi tiền mình là nó được câu tiền nhiều thì biết thích đi làm cái đấy. Anh em cứ uống nhá. Chắc anh hôm nay anh đi một mình không uống được đâu. Thôi. Rồi, có sao đấy. Nửa ly nó đã sao rồi. Anh em cứ uống đi. Qua bảo là ở nhà anh Táo xong rồi bảo là thấy xô về, bảo là về nhà thế, về hỏi xem tình xô thế nào thôi mà. Đây bát cơm đi. Nò đi. À. Đây này. Đấy. Hai cọng này phải không? Xin bác nhé. Có phải của bác đâu mà xin bác nhỉ. Xin bố thôi nhỉ. Đấy, nò. Con to nhất này bố cho. Bố chặt cho này nhỉ. À, thôi anh cạch thôi nhá. Ừ. Anh em cứ uống đi nhá. Tự nhiên đi. Nha, lâu không gặp số bây giờ đấy. Các bác biết là em số cũng qua lời của em số kể thì cũng thấy vui cho em. Đấy, nhưng mà cố gắng làm nhá. Làm cái gì phải chắc lên đấy, anh bảo rồi. Hôm nào nếu mà đi thì hay chưa đi thì sang nhà anh qua đường đấy, sang nhà anh chơi. Nhá, mấy anh em dùng nhá. Dùng đi. À, anh em cứ uống đi. Tự nhiên thôi. Bây giờ bát canh ớt này uy tín đấy nhỉ. Được mà. Dùng đi, anh em dùng đi. Vâng.
mời em thôi nhé. Nó đi anh em. Chư làm nhà rồi phải không nhỉ? Chứ... Vâng, anh chư làm nhà rồi. Anh chư làm đoạn nào nhỉ Xu nhỉ? Làm đoạn mà gần nhà anh Cư ấy, em qua cái đoạn làm bằng ấy. À, đoạn bằng chuyển xuống đây rồi đúng không? Vâng. Trên đấy khó đi quá nhỉ? Bây giờ đường trên kia là mưa không đi được rồi anh. Thế à? Nó trôi hết. Ôi, kệ kệ, đừng gấp cho anh. Anh ăn thì anh tự gắp rồi. Đây đang ăn canh cay này chưa? Cứ gắp cho cẩu của em ấy. Anh là sinh năm bao nhiêu? Dạ. Chắc là em thôi nhỉ? 95. Anh đoán chắc là em thôi. Nhà ở chỗ nào nhỉ? Đoạn trên này. Thế mọi lần lên nhà Xu sao không gặp nhau nhỉ? Không, ít khi ở nhà. À. Có lúc em toàn đi, đi làm à? Vâng. Chúng đi làm xây à? Chạy tour mà. À, đi tour à? Vâng. À, đúng rồi. Thời gian này kiểu ít khách thì không có khách thì phải đi. À. Chạy tour thì đi liên tục nhỉ? Vâng. Nói chung là không không có thời gian nghỉ đâu. Vâng, nhưng mà mệt quá thì vẫn xin được. Là suốt ngày đi ấy, nắng mưa cũng phải đi. Mưa quá không dám đi. Uống rượu xong vẫn phải đi nhỉ? Đúng rồi. Đúng không? Mà đi phải đảm bảo. Chỉ đi được 3 tô thôi. Tua tua là không được nữa. Buồn ngủ không lái được xe. Không an toàn nữa đúng không? Em chạy tua lâu chưa? Lâu mà. Thời gian nghĩ nghĩ cũng sợ. Chạy tour cũng được mà. Được nhưng mà có lúc tốc độ thì muốn hay sợ sợ. À, đi xe của họ hay xe của mình? Có lúc đi xe mình, có lúc đi xe họ. Ăn cơm đi nhá, mời cả nhà ăn cơm nhá. Anh em cứ uống nhá. Anh thì thôi rồi, hôm nay chắc chắn là không uống rồi. Hôm nay đi một mình, mọi lần còn có một là Trang em Tuấn Anh đi cùng thì còn giao lưu với anh em được. Hôm nay thì thôi. Xô nhớ nhá, hôm nào đi xuống thì vào nhà anh nhá. Hôm nào đi, hôm nào đi làm bên đấy ấy. Thì em vẫn đi đường Thanh Thủy đúng không? Em vẫn đi đường Thanh Thủy mà. Ừ. Thế thì vào nhà anh chơi. À. Thôi anh xin phép mấy anh em đây. Dạ vâng. Nhá. Dạ. Đấy, hôm nay lên xem tình thế nào em đi làm được thế là tốt rồi. Dạ vâng. Còn lúc nào đi xuống dưới kia thì vào nhà anh chơi. Dạ, nhá mấy anh em nhá. Dạ vâng. Thế anh vào đến nhà em chẳng có gì ra. Sao không có gì đây, có thịt gà đây. Đồ ăn đầy đây. Nhá, anh chỉ vâng. Đấy thôi mà nhá. Vâng, mấy anh em cứ ngồi đi. Vâng. Anh về luôn này. Vâng. Hôm nào đi, hôm nào làm nào anh lại lên sau. Dạ vâng. Cứ ngồi đi nhá. Dạ vâng. Thế thì hôm nay anh để anh ở bên nhà em. Cứ đi Trung Quốc về thì thế nào gọi vâng. Cho anh. Vâng. Em về kiểu gì chả qua nhà anh. Vâng. Qua cũng đi qua đường đấy mới là đi đến Thanh Thủy mà. Rồi nhá. Dạ vâng. Ừ. Anh cảm ơn nhá, cảm ơn bữa cơm trưa nhá. Dạ hôm nay ước đi lên nhà em Xô cũng xem tình em làm Trung Quốc có ổn không thôi các bạn. Em bảo làm bên đấy thì cũng ổn, quen một bác ở bên đấy, ông chủ bên đấy. Với lại em lợi thế của em là biết tiếng Trung. Lại đi làm cũng khá lâu rồi, quen biết nhiều người bên đấy rồi.
Vậy tiền nong thì công việc là cũng ổn định các bác. Chúc mừng cho em. Ước để xe tận tiết dưới kia. Bây giờ phải đi bộ ra. Cái đường này lần trước là xe máy vẫn đi được, nhưng mà bây giờ để mà lên thì khó đi lắm. Khó lên đến đoạn dốc này. Mưa nó sói mòn đi hết rồi. Ngô trên này bà con chưa thu các bạn, vẫn còn xanh. Em số em bảo là một thời gian thu ngô nữa xong mới tiếp tục đi làm tiếp được. Đấy, thực ra khu vực Pồng Chầm này bà con cũng trồng được rất là nhiều ngô nha. Đây các bác nhìn đây, cái bên đồi này với đồi bên kia là toàn ngô thôi. Cái này thì không có ruộng. Nếu mà làm ruộng thì cũng được, nhưng trước em sổ bảo là bây giờ là không đủ nước để làm. Đấy, các bác nhìn tít bên đồi bên kia sang cũng là vùng đất của bên Pồng Chầm này. Đấy, tít bên kia vòng lên trên đây. Đấy, khu vực này lên đến nhà trưởng thôn thì toàn đồi ngô thôi. Thôi chắc là giờ cũng xin kết thúc video nhé. Hẹn các bác ở những video tiếp theo.